Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân yêu trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay con cũng tiếp tục ghé lại vườn của em nha, những ngày cuối năm quý cô chú ơi. Sắp Tết tới rồi ha, cũng chúc quý cô chú luôn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, công việc thì luôn suôn sẻ thuận lợi ha cô chú. Rồi hôm nay thì tiếp tục mời quý cô chú sẽ cùng với con giao lưu với em nhàn nữa ở một số cây phô trang mới về luôn cuối năm, nhưng mà vẫn có cây mới để phục vụ cho tất cả quý cô chú, và giá thì cũng rất là yêu thương luôn. Thì con mời quý cô chú cùng gặp em nha. Dạ rồi. Rồi, chào anh Khánh ha. Rồi, chào toàn thể cô chú anh chị đang theo dõi kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Thì hôm nay cũng những ngày cuối năm mà ha, thì cũng chúc cô chú anh chị mình một năm mới được vạn sự như ý luôn, thành công trong công việc ha cô chú anh chị, có nhiều sức khỏe ha. Thì mời cô chú anh chị vào xem chi tiết của clip ngày hôm nay ha. Rồi. Thì shop cũng có một số cây giới thiệu đến cô chú anh chị như thường lệ ha. Trang sen, trang đỏ, rồi hồng ngọc mai, rồi trang vàng, cây to già nữa ha cô chú anh chị ơi. Mới về ha, mới khai thác mấy cây xuống đế quá đẹp cô chú anh chị ơi. Rồi, trang vàng, hàng trang vàng to già. To ha, mấy cây này cô chú anh chị mình về cứ xổ bầu đất trồng bình thường ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cái này là mã C1 ha cô chú anh chị. Mã của clip ngày hôm nay là mã C. C1, một cây này là 28 hoành. 28 hoành, quá to cô chú anh chị ơi. Thân già. Cao là 25 ha. Cây mấy cây này mình xài phơm tàn lớn, cây đẹp ha cô chú anh chị. Nồi đế nó là 50 cm ha. Giá bây giờ cũng rất là yêu thương, 800.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Cây mình thì nói chung là mình cây làm cây bonsai ha cô chú anh chị, chứ cô chú anh chị bị mấy cây mà tàn tàn đa thân rồi đó, nhiều thân bụi gặm rồi thì giá nó rẻ ha cô chú anh chị, ăn bụi cụm gừng. Rồi xin đổi cây. Tiền nào của đó ha cô chú anh chị, một cốt mà cây sắp đế ha, bán thì bao sống cho cô chú anh chị mình hết. Cái hỏi cây mình mua về này, mình nuôi mấy cây này phát triển rất là nhanh ha cô chú anh chị, nuôi là dầm rẻ tiền, khi mình nuôi rất là chậm, nó khó, nó lâu thành phẩm. Rồi mã C2 hoành nó là 22 cm ha cô chú anh chị ơi. Nồi đế là 45 ha cô chú anh chị, cao là 18 cm ha, mã số là C2. Trang vàng lá nhỏ ha, cốt cành cũng đều ha cô chú anh chị. Tay cành nó có sẵn mình về mình nuôi nhanh chơi cô chú anh chị ơi. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 500.000, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. 500 thôi em hả? Dạ. Cây to giá. Rẻ thương chú 500 cuối năm. Rồi tiếp tục luôn. Mã C3 cô chú anh chị ơi. Cây phơm tàn đa, này về mình cắt lại ha. Cây này cô chú anh chị về cắt sửa lại theo ý thích cô chú anh chị. Chọc xe luôn. Sổ đế ra rồi mình cắt mình sửa ha. Rồi hoành nó cũng 22 luôn. Cao là 19 cm ha cô chú anh chị ơi. Trang vàng lá nhỏ ha, mã C3. Này cũng xin giao lưu là 500.000 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, 500 luôn. Rồi xin đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là mã C4 ha, một cây trực lắc ha cô chú anh chị ơi. Trực lắc. Cô chú anh chị mình về có thể cắt ngắn lại nữa ha, cắt cành lại xuống ha, cắt xuống về ha cô chú anh chị, mình để trừ hao cho cô chú anh chị ha. Rồi. Về cô chú anh chị mình thúc thích rút tới đâu đó mình rút ha, thúc cành vô. Rồi, cây này hoành tại vị trí này nó là 23 cm nha cô chú anh chị, chiều cao nó là 17 cm ha, mã số là C4 nha cô chú anh chị. Thì xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 550.000 nha cô chú anh chị, bao phí ship toàn quốc ha. 550. Rồi, xin đổi cây. Rồi, một cây mã C5 ha. To bật quả luôn cô chú ha. Cây to mà có cành to luôn ha, có cành phóng ha cô chú anh chị. Đó, cây này đế chỗ này nó cũng rất là đẹp ha. Hôm bữa mình chưa có khai thác hết cho cô chú anh chị. Hôm nay khai thác hết mình giao lưu cho cô chú anh chị xem ha. Rồi, hoành tại vị trí này nó là 24 cm ha. Đế cũng đều 24 giờ cô chú anh chị. Cao cũng 24 cm luôn, rồi để đẹp hả cô chú anh chị. Rồi cây này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 600.000, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Còn cái cây phong cách ha, cây này 600. Mình làm tàn lớn luôn đó cô chú anh chị. Rồi xin đổi cây nha cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp tục luôn em ơi. Rồi, tiếp theo là mã C6 nha cô chú anh chị ơi. Còn một cây trang vàng lá nhỏ ha. Cái cây này khai thác đế xuống nó cũng sẽ đẹp nữa nè cô chú anh chị ơi.
Cây đế nó to hết ha cô chú anh chị. Bệ đế rất là đẹp. Trang vàng lá nhỏ. Hoành nó là 22 cm ha cô chú anh chị. Chiều cao là 24 cm nha. Trang vàng. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình là 500 ngàn. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 500k. 500k bao ship toàn quốc. Mã C6 nha cô chú anh chị ạ. Xin đổi cây. Rồi tiếp theo C7 mình lên một số cây hồng ngọc mai ha cô chú anh chị, hàng sắp đế ha. Cây này về cô chú anh chị mình có thể vô dây bẻ sữa được rồi cô chú anh chị. Đế rất là đẹp. Cây này đế đều chưa ha? Dạ. Nó cuộn quanh bên. Quanh nó là 10. Chiều cao tổng mình kể 25 đi cô chú anh chị ha. Đỡ hạo cái nồi đế kìa. Đế là 38. Cây rất là khỏe ha. Rồi cây này xin giao lưu là 300k, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số là C7 nha cô chú anh chị. Rồi, xin đổi cây luôn. Rồi, 300 thôi. Dạ. Dễ chơi luôn. Rồi tiếp theo mã C8 ha, một cái cây có cái cành phóng cũng rất là quái ha cô chú anh chị, mà cái đế rất là đẹp nha. Hoành là 11 cm cô chú anh chị, cao tổng mình kể 20 ha. 25 có cành phóng ra là 15 cm. Nè, cây này đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, cái chậu mình nhìn khó thấy ha. Đế 24 giờ. C8 này cũng giao lưu là 300k, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã C8. Rồi xin đổi cây luôn. Tiếp theo mã C9 ha, một cây hồng ngọc mai rất là đẹp cô chú anh chị. Rồi C9 hồng ngọc mai. Đế rất là đều, rất là to ha. Dịch chữ A. Hoành là 12 cm hay cô chú anh chị. Chiều cao tổng mình kể 25 luôn. Đế đều đẹp. Giao lưu cũng 300k. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi mình xin đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là mã C10 nha cô chú anh chị. Cái cây này đế cũng rất là đẹp ha. Mặt sau này thì nó hơi chống cho cái rễ nó bị sứt ra của chú anh chị, nó rác ra. Cây này hoành cũng là 10 cm ha. Nồi đế là 35. Cao mà tổng là 25 ha. Mặt này thì rất là đẹp ha. Giao lưu 250 ngàn, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, mã C10. 250 thôi. Dạ. Rồi, vậy xin đổi cây. Trên này thì mình phải chỉnh ha, vô dây sữa vậy đó. Tiếp rồi, theo là mã C11 ha, một cây hồng ngọc mai nữa cô chú anh chị. Cây cũng đã thuần sống khỏe ha, đế cũng rất là đẹp ha cô chú anh chị. Hoành nó là 11 cm nha cô chú anh chị, chiều cao tổng là 25. Mã C11, giao lưu với cô chú anh chị cũng là 250 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. C11. Rồi đổi luôn. Rồi, xin đổi cây ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mình lên trang đỏ combo một trang đỏ một trang sen ha cô chú anh chị. Rồi, bữa nay bán combo luôn ha. Dạ, một đỏ một sen luôn. Một đỏ một sen. Đó, hai cây to. Rồi, dễ chơi ha cô chú. 500 ngàn bao ship. 500 em hả? Dạ. Yeah. Rồi cái này giá rẻ cuối luôn. Năm luôn cô chú anh chị. Sale lớn mạnh. Dạ. Hai cây to luôn cô chú. Cây gì có 500k thôi cô chú anh chị ơi, phí ship hết 100 ngàn rồi. Cây này hoành là 16 nè. Nói chung mình bán cây mình tặng cây đó em à. Cây đây là hoành nó 18 luôn nè, cây trang sen. Chiều cao này 20. Một cặp này là C12 ha, 500k. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Nhanh tay ủng hộ cô chú anh chị ơi. Giá rẻ cuối năm nha cô chú anh chị. Rồi xin đổi một cây. Đỏ một sen. Đỏ luôn em ơi. Tiếp theo cũng vậy luôn. Rồi. Cây đỏ cây sen nữa nha. Đó. Quá to luôn. To đùng củ đế này kia là rất là khéo luôn. C13. Này quý cô chú về không cần trồng liền, quý cô chú mình cứ để nó ra vậy. Vậy cũng được không sao hết cô chú anh chị. Mình cứ để đi rồi mình tưới mát mát ẩm ẩm cho nó ra mầm bình thường. Cây này hoành là 16. Rất là dễ luôn, chạy xe như cái này nó ra đầy chứ.
Cây đây thì hoành nó 13 nhưng mà cây cũ nó to ha cô chú anh chị, cũ nó tới 32 lận. Rồi cặp này cũng 500 ngàn bao phí ship toàn quốc luôn ha. Này về cô chú anh chị mình cứ để như vậy đi, ra Tết mình rảnh cái mình thảy vô trong thau nước mình ngâm, ngâm đất nó mềm cái mình xịt bỏ cái vô chậu lại cô chú anh chị. Cái đầu rễ nó cuốn hết rồi. Rồi xin đổi cây. C13. Tiếp tục là C14. Rồi C14 cô chú anh chị ơi. Cây đỏ thì dán trực. Em nhận đang kiếm cây sen này cho nó phù hợp với cô chú. Đây, cây cao cao đi. Cây này đế đẹp ha, hoành nó nhỏ nhưng mà đế đẹp ha cô chú anh chị ơi. C14. Cái hồi nãy dạ, cây hồi nãy nó cao nhưng mà cái cây hồi nãy thì nó không có đế, nó cũ. Trang sen hồi nãy nó to nhưng mà đế cũ, con này đế 24 giờ ha. Hoành là 13. Hoành bên đây là 15. C14 cũng 500 ngàn ha cô chú anh chị ơi. Cái cây này mình có thể mình về mình cắt lại theo ý thích của mình ha cô chú anh chị. Cắt lùng lực, cắt ngắn xuống cũng được ha, chạy tông cao cũng được. C14 500 okay. Luôn yeah. Rồi tiếp tục C15. C15 cô chú anh chị ơi. Một đỏ, một sen nữa ha. Này là trang đỏ, đây trang sen. Trang sen cái củ bên này quá đẹp luôn chú ơi. Củ tròn xe luôn. Cái này hoành nó là 18 ha. Cái này hoành nó là 17. Đó, một cặp 500 ngàn. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số C15 nha cô chú anh chị. C15. Rồi, xin đổi cây luôn. Rồi, C16. Tiếp theo là C16 ha cô chú anh chị. Rồi, là trang đỏ ha. Đây, cây. Rồi, giảm giá mạnh cuối năm luôn. Dạ, mình bán thanh lý dọn vườn cuối năm cô chú anh chị ơi. Năm mới mình nhập cây mới về mình bán ha. Mã số là C16 nha cô chú anh chị. Một trang đỏ, một trang sen. Cũng còn có mấy cây trang đỏ nữa thôi. Cây này hoành là 17. Cây này hoành là 15. Chiều cao là 15 ha cô chú anh chị ơi. Mã số C16 ha. Cũng là 500 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, xin đổi cây. Rồi tiếp theo mã C17 ha cô chú anh chị ơi. Đây là một cây trang đỏ nữa ha. Trang đỏ to luôn, một cây trang sen ha. Trang sen này nhỏ nhưng mà đế đẹp ha cô chú anh chị ơi. C17. Cũng 500 ngàn bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị ơi. Hoành là 16. Bên đây hoành là 13. Để em rất là đẹp ha cô chú anh chị ơi. Cặp này mình giao lưu 400 thôi cô chú anh chị ơi. Có cây trang sen nhỏ quá. Nếu như mình bán cây trang đỏ mình khuyến mãi cây trang sen luôn. Trang đỏ này cốt cành đều đẹp. Yeah. 400 ngàn bao ship ha, mã 17 nha cô chú anh chị, C17 nha. 400 thôi, có 2 cây luôn. Xin đổi cây. Rồi, tiếp tục. Rồi còn. Rồi, cái này là còn trang sen cô chú anh chị. Rồi. Lên cặp này luôn đi. Đó. Cây trang đỏ, cây trang sen. Trang đỏ, trang sen, C18 ha. Để cho màu nó ra được chứ. Chú yên tâm ha, mấy này mình để thoải mái. Cây nó rất là mạnh cô chú anh chị ơi. Hoành là 16 nha cô chú anh chị. Cây này hoành là 15. Chiều cao là 15 nha cô chú anh chị. Chiều cao cây này 13. Nó 500 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, 500 luôn. Cây. Rồi, tới trang sen hết rồi em ạ. Trang sen ha cô chú anh chị. Này trang sen đế cũ ha. Trang sen đế cũ, à, còn cái trang đỏ nữa. Rồi, cái này cặp trang sen đi. Lên một cặp sen ha cô chú anh chị. C19 ha. Trang sen đế cũ.
500k luôn. Đồ vô. Nay em nhận sale sập sàn luôn. Cây này hoành nó là 16, cái cũ nó là 30. Qua Tết mình có lô mới em ha. Cây này hoành nó là 17 ha cô chú anh chị. Cũ nó là 32. Chiều cao là 18, cây này cao là 20 cô chú anh chị, mã số là C19 nha. C19 cũng 500 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, xin đổi cây. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, tiếp theo C20 ha, còn một cây trang đỏ ha cô chú anh chị ơi. C20, một đỏ một sang ha cô chú anh chị. 500 ngàn, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi. 500 thôi, hai cây đẹp thì trang sang đế rất luôn. Là đều ha, đỏ đế cũng đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cây này hoành là 13. Cây này hoành là 17 ha. Hai cây trang sang cao chập khoảng 16 ha cô chú anh chị. Cây này đế đẹp hết, giao lưu là bao ship cho cô chú anh chị mình ha, 500 ngàn. C20 bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Xin đổi cây. Rồi, C21 nha cô chú anh chị. Hai cây trang sang ha. Trang sang đế cũ ha, mầm rất là khỏe cô chú anh chị. Cây này hoành nó là 17 ha. Mà củ nở to ha cô chú anh chị. Cây này hoành như củ rễ là 15. Cái này quý cô chú không cần sửa gì chứ, mình để mình cắt tàn mình chơi cũng cắt được. Cắt dịch tàn thiên nhiên cũng đẹp luôn cô chú anh chị. Lấy hoa chơi thôi cũng đẹp luôn cô chú. C21 ha cô chú anh chị. Rồi, xin đổi cây nha. 500 luôn em ha. Dạ. Đồng giá hết luôn, 500 thôi. Rồi, tiếp theo là mã C22, hai cây trang sang ha. Trang sang sắp đế lùng lực cô chú anh chị. Dáng bonsai đẹp luôn, nà ná giống nhau. Hai cây này đế đều, lùng lực tàn đa ha. Cây đây hoành là 17 ha cô chú anh chị. Cây đây hoành là 16, C22 ha. Xem hai một cặp là 500 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, xin đổi cây. C23. Hai cây lùng lực đó. Hai cây lùng lực luôn. Hai cây lùng liền quá đẹp luôn. Cái củ tròn do ha, chi cành đều. Có ngọn đồ đầy đủ luôn á. Chi hàng mini đế đẹp của chú anh chị. Cây này hoành là 15. Cây này hoành là 16 ha. C23 500k bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi. Mấy cây này về cắt lại lùng mini, siêu mini là rất đẹp của chú anh chị. Xin đổi cây. Rồi. Cắt lại là còn dưới 10cm luôn đó cô chú anh chị. Dưới 10 mà đầy đủ cho em ha. Dạ, với cốt thân... chi có thân chi có đủ ha. Rồi, mã này là C24. Cây này mầm ra cũng rất là mạnh đó, cô chú anh chị. Cây hoành nó là 17. Hoành là 16 ha. Cây này cao là 16. Rồi, cặp này cũng 500 ngàn. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 500. Trang sen ha, to ha. Cây đã sống khỏe của chú anh chị. Dạng thời gian là lập tàn chơi được ha. Xin đổi cây. Rồi, tiếp theo là mã C25 cô chú anh chị. Rồi, cho nó cũ đi theo cũ luôn. Yeah. Ha. Để cũ ha. Để cũ. Cô chú anh chị mình thích cái kiểu nào thì mình chọn kiểu đó, ủng hộ shop ha. Để cũ rồi để sắp 24 giờ. Rồi một đỏ một sen ha. Một combo luôn. Cây này hoành ngay cái cổ rễ nó là 19 ha. Eo thì nó nhỏ lại ha cô chú anh chị, trang sen. Cây này hoành cổ rễ là 15, củ nở to ha. Cây này khai thác xuống còn đế đẹp nha cô chú anh chị. Cặp này cũng 500 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi, 500 luôn. Rồi, rồi, đổi luôn em ơi. Xin đổi cây luôn. Rõ luôn. Cô chú lấy ủng hộ nhiều nhiều cặp thì em nha, có bớt nữa nha cô chú. Giảm cho mình thêm nữa. Rồi, mã C26 nha cô chú anh chị. Đã giảm nhiều luôn rồi đó, mạnh luôn rồi. Hai cây mà chỉ có 500 thôi.
C26 ha. Cái cây này là hết mấy chục ngàn em. Để cũng đẹp. Dạ. Nó quân bình cả 50 ngàn anh. C26 ha. Cái hoành nó là 16. Cái này hoành nó là 15. Cặp này mình giao lưu 400 ngàn thôi nha cô chú anh chị. 400 thôi hả? Dạ, 400 bao phí ship ha. Mã C26 nha cô chú anh chị, 400k nha. 400 thôi quý cô chú ơi, 2 cây mình xin đổi cây luôn. Rồi, cặp này là C27 nha cô chú anh chị. Rồi, 2 cây bonsai. Cây này đế đẹp ha. Cây đó, cây này rút xuống còn có mấy xăng thôi của cô chú ơi. Giờ cây C28. Cái cây này mà mình rút đế là mình vô mấy cái chậu nhỏ nhỏ thôi, nhìn thấy cưng lắm cô chú. Cây này hoành nó là 15. Cây này hoành 14 ha. Thì cặp này giao lưu là 500 ngàn. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 500k. Bao phí ship C28. Rồi. Rồi, xin đổi cây. Rồi, cặp C29 nha cô chú anh chị. C29. Đó, hai cây này cũng đế đều ha, hàng mini đế đều ha cô chú anh chị. Còn cây này 14. Rồi. Còn cây này là 15 ha cô chú anh chị. Rồi, cặp này giao lưu cô chú anh chị mình là 450.000 nha. C29 450.000, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Mã C29. Rồi, xin đổi cây luôn. Rồi, cặp cuối cùng là C30 ha. C30 còn 3 cây, mình lên combo luôn. C30. 3 cây cũng là mini mà đế đẹp luôn ha cô chú anh chị. C30. 3 cây như trên bàn quay, 600 ngàn bao ship toàn quốc. Cây này hoành 15. Cây này hoành 14. Cây đây hoành 13. Rồi. 3 cây 600 ngàn bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị ơi. Trang sang ha. Thì cây này cũng là, cặp này cũng là mã cuối của clip ngày hôm nay luôn cô chú anh chị ơi. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ha. Thì, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình nha trong các clip tiếp theo ha. Rồi, xin chào. Khi qua năm không em? Rồi. Rồi, con cũng kính chào quý cô chú ha. Cô chú nhớ giữ gìn sức khỏe. Cô chú mình ủng hộ thì mình quay nữa. Rồi, con xin cảm ơn. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho con. Con xin cảm ơn quý cô chú rất nhiều. Con xin hẹn gặp lại.